Đâu rồi? Tim hữu nghị Đồng Tháp đâu? Tập hợp coi. Tập hợp, tập hợp. Đi bắt chuột. Đâu rồi? Chú Tiến hả? Trời quên. Quên ngủ 1 tiếng rồi. Đây nè, đây nè. Tim nè, là tiểu luôn nghe nha. Minh Tân. Trời ơi, cái chân đau rồi chạy nổi không con? Nổi sao hả? Gương chuột được không? Đây, fan từ Bến Tre. Đây, fan mới, fan cứng từ Bến Tre lên đi bắt chuột chung luôn. Thằng Yêu Nghiệt đi lại là mày. Đây nè. Đấy, xí muội nghe, cà na xí muội nghe, trời ơi. Con gái cũng đòi đi ra đồng bắt chuột nữa ông nội. Bắt được không? Vậy đi theo làm gì? Trời ơi. Rồi mời anh em theo chân team Hữu Nghị Đồng Tháp đi bắt chuột nha. Bệnh đang bệnh nói chuyện kháp kháp khó nghe thông cảm. Tào lao mày. Ghi lắm á. Mày giận chết vậy. Mày chùa quẹo mày. Trời tôi chơi trời. Yêu Nghiệt đâu rồi? Yêu Nghiệt. Chờ bác Sáu đi con. Ở đây có chuột không bắt trời. Còn có chuột không bắt con. Trời ơi trời, bữa nay nó dẫn tôi đi bắt chuột. Ở đây trời nắng muốn chết luôn á. Nét ơi. Vàng ơi. Quá trời quá đất rồi. Hôm nay cắt lúa bắt chuột rồi có không? Nắng muốn chết mình cũng đi bắt chuột. Trời ơi trời. Đúng là thằng Yêu Nghiệt đi chứ. Đi bẫy chim không đi ngủ đi bắt chuột. Rồi chừng nào bác? Hả? Rồi dẫn bác Sáu ra đây chừng nào mới bắt chuột. Chừng nào có rồi bác. Nắng chết mẹ rồi giờ ngủ đi bắt chuột. Trời ơi trời cắt lúa chưa xong. Chừng nào đi bắt chuột mà kiếm mát thôi chết hát luôn rồi. Chừng nào người ta cắt còn cù mình mới mới bắt đúng không? Dạ. Chết mẹ luôn rồi. Chết mẹ chính bảy rồi. Nó gạt mình rồi. Có gạt bác Sáu không mà Minh Tân? Không biết. Tôi kêu tôi ra đây bắt chuột ngồi trong góc nè. Rồi chờ cái máy cắt đó cắt rồi chừng nào mới xong trời. Chàng đấy ơi. Cánh đồng mênh mông luôn. Đi bắt chuột đi dắt chịu mất. Bây giờ mày sao mày không kêu tôi ngủ đi. Đi bẫy chim đi rồi chiều mát ra bắt chuột. Vậy bác Sáu với Minh Tân về đi bẫy chim đi. Trời ơi gánh gùi chứ. Vô bao cái quan đại ngoài ruộng vậy hả? À. Rồi lấy máy ra cộ hả? Bây giờ lấy máy này ra cộ hả? À. Ghê vậy. Máy cộ chạy giống xe tăng vậy hả? Luôn ghê vậy. Trời ơi chạy đi ghê vậy ghê thiệt. Lấy mấy cội giống lấy xe tăng dữ vậy trời. Quá nắng các bạn ơi. Giờ này là 12 giờ trưa. Mà rủ ra đồng bắt chuột. Trời ơi trời.
đi con. Anh hai mày gạt cậu Sáu rồi. Giờ này 12 giờ trưa đứng bóng mày nó rủ ra đồng bắt chuột. Trong khi đó cái ruộng người ta cắt chưa xong, rủ tôi đi bắt chuột. Trời ơi cái thằng Tiểu Yêu Nghiệt nữa, cái chân cà nhắc cũng rủ đi bắt chuột. Đó, ra đứng nó phơi nắng gì đó. Chịu nổi không? Đó, giờ ra quay gặt lúa luôn á. Chứ bắt chuột cái gì bắt chuột. Nhanh thì chứ cũng gần xong rồi. Kia cũng một chiếc nữa kìa, cánh đồng rộng mênh mông luôn. Ở đây cũng may có vườn mít mà này mình né được. Nắng không xí mồi? Nên câu theo làm gì con? Câu cá hầm đây hả? Bà mẹ ta cứ chạy không kịp luôn như chứ ngon. Ngoài cúp xe bác Sáu có còn câu rồi con, có mồi không? Đào chung, đào chung, đào chung. Gì hả? Gì hả? Không xong rồi. Bên đây. Cái này gọi là gì bên đây? Cái này. Cái giấy mít hả? Mày ăn được không? Được. Con ăn cho bác Sáu rồi coi. Được không? Cái đó hả? Ừ. Ăn nó làm sao? Nó hơi chít. Không có muối ăn được không? Được. Đâu? Ăn thử coi. Ăn đi, ăn đi. À, được luôn hả? Chém miếng thôi. Ho luôn rồi. Đâu? Đâu đâu, chủ đâu? Đâu? Chạy em Minh Tân. Bỏ dép chạy theo nó. Chạy theo nó. Chủ đâu? Chạy theo nó. Chạy theo, chạy theo, chạy theo. Chính chưa? Chuột chưa? Cái gì bữa nay mày dụ bác Sáu đúng không? Không. Hai anh em mày dụ tao đúng không? Không. Thì nói nhân trang mày rủ tao bắt chuột mà cuối cùng chưa thấy con chuột nào chân. Tại bác Sáu chưa thấy chứ, nãy thấy con mà bắt chưa được á. Mày có gượng nó không? Kiếm không có, nó phải hai người kiếm được. Rồi bây giờ sao? Cái vòng này bao lâu nó mới bắt được? Ai biết. Ủa sao nó cắt xéo xẹo rồi? Tại cắt xéo. Mới dài xéo rồi cắt xéo. Ê, tại sao nó không cưa ngang còn cái cụ để mình bắt chuột vậy? kêu nó cưa ngang để thu lại một góc cho mình bắt chuột coi. Không quá. Rồi nó có cắt chậm chậm cho mình bắt chuột không? Không. Sao vậy? Thì gặp mình bắt thôi chứ chậm chậm gì bắt sao? Rồi có chuột bắt không trời? Có. Rồi nó chạy ra mấy đống gom này đi vòng vòng nó chạy ra không? Không, anh xui. Mẹ. Thánh thần mấy cộ mới chạy xe tăng vòng nội. Không. Rồi kìa. Ghê chứ. Mình chạy tốc độ dữ vậy hả? Chạy trên ruộng mình tưởng là chạy trên lộ không chạy. Thấy ghê chứ. Thì bay vậy hả anh? Pháp dao. Ghê vậy. Chích đó mạnh. Ừ. Này còn cắt để còn thấy còn chút xíu hình tam giác khi mà. Cắt còn hình tam giác kìa. Coi chừng có chuột rồi đó. Nhảy lên máy đi Minh Tân. Con nhảy lên máy rồi. Thôi.
Rồi nhảy máy đi. Rồi cái bác chuột rồi đó. Được chưa? Chạy đâu nghiệt, chạy đâu đây giết rồi. Ai cũng biết danh tiếng yêu nghiệt chân trời kỳ vậy, ai cũng biết hai anh em đó là yêu nghiệt, tiểu yêu nghiệt chân hả? Vậy hả? Đây này là yêu nghiệt nè, ngày nay nè, cho đứng ké lên lên máy có vàng rồi. Đi mỏi chân quá. Lên máy đứng luôn anh em ơi. Giờ không có chuột, bây giờ quay cái cảnh thu hoạch lúa cho mọi người xem nha. Đó. Để con nghẹt lên máy cắt rồi. Ở đây còn nghẹt nghẹt nữa đây. Máy cộ mà chạy xe tăng rồi. Máy này mày con nó bự hơn chiếc Mazda con 6 con. Bự hơn chứ. Bự con mắt của con đấy con. Tao ra không? Ê, ngồi xuống đem thôi, nhà dảnh à. Rồi mấy chạy thấy ghê chạy. Quá lúa rồi. Ê còn gọi gì? Có chuột không? Hết lúa rồi. Hết lúa rồi, bắt chuột mẹ vậy. Rồi xong luôn rồi. Chuột đâu bác? Mày đang đứng cho mày chạy rồi cũng chết mày té rồi. Mày đúng là heo nghiệt rồi chứ. Rồi hết chuồng để bắt luôn rồi. Còn 3 miếng cá. Trời ơi trời, cái miếng này cắt có chiều nè. Còn 3 miếng này có không? Có đây không? Có đây không? Mấy bao chơi luôn.
chạy nổi không trời? Nhiều quá, chạy nổi không? 100 bao luôn hả? Hả? Nó ghê vậy? Một xe này mà chở 100 bao hả? Thấy ghê vậy trời. Đâu? Rồi vô luôn chưa? Hết nổi hả? Leo leo lên bờ đê luôn hả? Dốc vậy mà leo ngọt xớt trời. Trời ơi gì vậy bà nội? Cao 100 mờ quá. Hết đường cho mấy anh thợ điện chạy luôn rồi. Anh em mày báo tao không à, đó nắng gần chết à, không có con chuột nào chết cũng mày đặt rủ ai đâu đâu ai bắt vậy xạo nữa ai bắt cuối cùng cũng đừng còn hả ai con chuột gì bự vậy chuột cơm mà bự vậy hả mày bắt nè ghê vậy rồi về về đi đâu bắt chuột nữa vậy? Dạ. Trời ơi trời. Mày đừng có gạt tao nữa nghe mày. Quỷ sứ. Đi con.
lên xe. Đèn đẹp. Đám ruộng này tụi bay dẫn tao đi đám ruộng khác mà không có là tụi bay chết với tao. Tụi bay báo được không à, trời nắng chang chang rồi đi bắt chuột. Rồi cuối cùng bắt được con một à, bây giờ ra đi ra nắng nữa. Tao khó, vừa đói vừa khát nữa mày biết không? Để tôi nghe. Đèn rồi coi nè. Cánh đồng nó nắng thôi nè. Xem ơi, chỗ miếng nước rồi. Nước gì? Hết hả? Còn không vô hả? Cái gì? Nhiều không? Sợ ít vậy? Đủ uống không? Nhấp miếng thôi. Đỡ khác rồi coi. Ui. Ủa, đất này lúng dữ con. Con mới bị vậy nè. Gì hả? Đất này mềm quá à. Còn cái len này nữa là có chuột đó. Máy tới kìa, con ra con me sẵn đi. Mẹ đi. Có chuột là chụp liền á. Thằng áo xanh kia ra luôn. Chụp đi con. Đó tới kìa, tới nè. Tới kìa. Cái thằng nghẹt nó trên máy kìa. Giờ hai anh em đó, hai anh em đi lót vô kìa, đó. Trời nắng chang chang đó. Vô đây. Đó, coi có chuột không? Đó, vụ mình trời nắng vậy nè, đó. 12 giờ đứng bóng nè. Đó. Kìa nó chạy. Có chuột không? Có chuột không? Nó xạo đó. Đặc biệt danh là yêu nghiệt với tiểu yêu nghiệt không sai luôn, đúng là hai anh em. Bữa nay nó lừa mình ra đồng, nắng gần chết, không có con chuột nữa. Vô đây con, hai đứa bay vô đây. Vô đây hai đứa con. Hai đứa bay chết cho tao rồi. Dám gạt bác Sáu hay con. Chạy lẹ vô con. Nắng, chạy lẹ vô. Lẹ vô, lẹ vô. Đuổi nó luôn hả Minh Tân? Không nhầm nghề luôn hả? Dám gặp con Sáu. Trời nắng gì nè. Đó, rồi cuối cùng có con chuột này không? Đó. Có con một á. Đảo cơ mà. Tao đặt hai anh em bay là thằng yêu nghiệt với thằng tiểu yêu nghiệt đâu có sai. Đúng không? Không. Quá đúng đi còn gì nữa. Quá trời. Báo bác Sáu quá trời báo rồi con ơi. Thôi đi đi. Thôi đi về đi bẫy chim bác Sáu nè. Thôi không đi bẫy chim đâu, bẫy chim không vui. Đi. Thôi. Có chuyện chim nhà dít. Ở đây làm gì? Bắt chuột. Bắt chuột, chuột đâu bắt? Hồi mới có. Hồi đâu? Mày gạt tao nãy giờ hai miếng rồi đó, hai miếng đất rồi đó. Chưa. Ủa, có con nào chứ. Nhà không có đâu hết trơn. Thôi đi về. Thôi. Đi về hái vừa dứa uống coi. Về kêu Minh Tăng kìa. Minh Tăng. Chân đúng. Nó đau sao leo vừa mày? Được. Về. Hay lắm. Đi con. Thôi. Về con. Thôi má cháu thì đạo con. Đi. Thôi. Về. Thôi. Tao về luôn. Quế đèo mày rồi. Đó, fan tự Bến Tre xuống cũng lên mà. Lên kiếm hai anh em mày mà cũng bị nó bay vũ ra đồng chăn nắng vậy đó, thấy không? Thấy không? Người ta từ Bến Tre là từ thành phố Bến Tre lên. Kiếm hai anh em mày gũi trong phim ha, gũi cái quay MV ca nhạc rồi ha. Dẫn ra ruộng. Ha, mổ ra đây quay MV ca nhạc luôn ha, ha con. Trời đất thánh thần ơi. Bị dính bẫy rồi. Gặp xí muội nữa. Dính bẫy rồi. Cũng mày đặt đi theo rồi ha con. Theo chơi nắng gần chết. Thôi đi về nè. Giải tán. Vậy thôi. Đi. Vậy con. Đuổi